Xin chào, lại là mình đây, mình là Tuấn Tiger 86. Nay mình sẽ review về cuộc phiêu lưu của Sinbad. Sinbad quỳ gối xuống hôn lên bàn tay của người đẹp rồi tạm biệt người đẹp vào cánh cửa để đi lấy đầu lâu cứu người đẹp ra khỏi xiềng xích. Sinbad đã qua khỏi cánh cửa và đã đứng lên nhìn xung quanh, không thấy Duba và Fizu đâu hết và anh đã la lớn lên nhưng không thấy ai trả lời. Duba, Fizu, anh đi xung quanh nhưng vẫn không thấy ai. Sinbad vẫn la lên, Duba anh đâu rồi, anh có nghe e gọi không, Duba, Fizu bạn đâu rồi, bạn có nghe mình gọi gì không. Và thế là Sinbad vẫn tiếp tục đi kiếm nhưng vẫn không thấy hai người đó. Anh Gonga chỉ tay nói chuyện với Sinbad là tôi đoán hai người đó đã qua cánh cửa khác rồi. Sinbad bỗng dừng lại và nói với Gonga anh nghe thấy gì không. Gonga ra chỉ tay nói chuyện với Sinbad tôi nghe thấy rồi. Và sau đó hai người ngước mắt nhìn lên đã thấy đầu lâu thứ nhất. Nhưng trên đầu lâu đó bỗng xuất hiện những người mặc đồ trắng bay ra bay vào. Sinbad hỏi cái quái gì thế, ở đâu ra vậy? Thế là mấy người mặc đồ trắng đó đã bay xuống và đá vào mặt Sinbad, và người khác cũng mặc áo trắng bay xuống dùng gậy đánh tới tấp Gonga. Sinbad thấy bức mình quá và đã rút kiếm ra chiến đấu với những người mặc đồ trắng. Gonga đã đỡ Sinbad lên, Sinbad dùng kiếm chém vào người mặc đồ trắng nhưng những người mặc đồ có phép biến hình biến vô biến ra rồi đánh tới tấp Sinbad. Sinbad không kịp trở tay và bị đánh quá trời. Gonga thấy thế dùng dao quăng vào người mặc đồ trắng nhưng người mặc đồ trắng vẫn né được và chụp được dao quăng lại Gonga. Sinbad lấy kiếm chém vào người mặc đồ trắng, người mặc đồ trắng biến mất. Sinbad nói cứ như là chúng mình đánh nhau với cái bóng đó không thể nào chém được. Sinbad không thể đánh lại những người mặc đồ trắng, thế là Sinbad quay qua phía Gonga và nói mặc dù tôi rất ghét câu này nhưng chúng ta phải rút lui thôi, không thể nào đánh lại chúng. Sinbad và Gonga đã rút lui xuống và núp vào một tảng đá và thấy Sinbad và Gonga không gần cái đầu nữa, thế là những người mặc đồ trắng cũng biết mất hết. Sinbad và Gonga ngồi xuống bàn bạn lại và nói chúng ta phải tìm ra cách đánh chúng, chúng như là ma vậy, lúc ẩn lúc hiện, chúng ta không biết mình đang đánh với cái gì. Bỏng Gonga bị lôi ra phía sau và đã bị đánh tới tấp vào cái thứ không nhìn thấy gì cũng đã quay qua đánh Sinbad, và Sinbad không thể nào đỡ nổi. Sinbad và Gonga bị đánh quá trời mà không biết cái đánh. Sinbad đã bị người tưởng hình đánh vào mặt, đánh vào đầu, đánh vào bụng và có một cú đánh vào mặt làm cho Sinbad bị gấc xỉu luôn và đã mình lên lên cỏ không động đậy. Sau một hồi lâu Sinbad đã tỉnh dậy lòm chòm ngồi dậy và kêu Gonga Gonga, và Sinbad nhìn về phía xa thấy Gonga bị đánh tới tấp mà không thấy người đâu. Sinbad thấy trên bãi cỏ có dấu giày của con người và lần theo dấu giày thì nhìn thấy Gonga bị đánh. Anh thấy trên cỏ có dấu giày, thế là anh đã lấy một cục đá ném về phía có dấu giày. Sinbad lấy một cục đá ném vào chỗ có dấu giày, vậy mà chỗ dấu giày kêu đau đau mà không thấy người đâu. Sinbad liền bỏ chạy trốn vào bụi cây chờ đợi dấu giày chạy theo mình. Sinbad thấy dấu giày tới gần sát mình liền nhảy ra ôm dấu giày. Sinbad đánh một cái rồi đánh cái thứ hai, không biết mình đã đánh trúng gì đó mà đau lắm, liền có cái nó sắt xuất hiện. Gonga chạy lại, Gonga thấy nón sắt liền chạy tới cầm lên, liền thấy trên đất có một ông già nằm trên đó, trên cát xuất ông già nằm trên cát. Sinbad liền bay tới tóm gọn ông già và hỏi tại sao ông đánh tụi tôi. Sinbad liền đánh cho ông già một trận. Gonga chạy lại ngăn cản ông già nói cảm ơn con trai, không có con trai thì Sinbad đã đánh chết ta. Sinbad trả ta cái non, tôi không trả ông, anh không trả cho ta cái nón, mấy người mặc đồ trắng thấy ta thì ta sẽ chết. Ông nói mấy cái lũ quỷ trên kia à, nó là lính của thần gió đó, hỡi thấy ai là chúng sẽ giết chết chúng, đã nén mọi người đi hết rồi.
chỉ có mình tôi mới tồn tại nơi này và nhờ cái nón này đã bảo vệ tôi. Cứ tôi đeo cái nón này vào thì chúng không nhìn thấy tôi được, cho nên anh phải trả cho tôi. Ngày trưa mảnh đất rất đẹp và thơ mộng, và tất cả các thần gió đã về đâu để nghỉ mát. Thần gió Tây, thầy gió ta, thần bảo Sinbad liền hỏi, rồi sau đó nó trở thành như vậy. Chuyện gì đã xảy ra cho nơi này? Ông già kể tiếp, thề thế đã thay đổi tín ngưỡng của con người, cũng thay đổi các vị thần đã bỏ đi. Chúng tôi là người tín ngưỡng thần gió nên đã ở lại thờ cúng, nhưng các vị thần cũng đã bỏ đi hết. Các vị thần bỏ đi nhưng lính của thần gió không có đi. Chúng không có ai cai trị nên đã phá phách, cứ ai lại gần cái đầu lâu là chúng đánh. Tất cả mọi người đã bỏ đi, chỉ có mình tôi ở lại vì tôi đã già rồi không biết đi đâu. Ông già nói tiếp, lũ lính thần gió ác lắm, hễ ai tới gần cái cây đó là chúng đánh, chúng không cho ai tới gần. Sinbad quay qua hỏi ông già, lúc các vị thần đi có để lại thứ gì không? Ông già nói, à có mấy túi đựng gió mà bên trong các túi đó trống không. À tôi đã có cách để trị lũ quỷ đó rồi. Sinbad hỏi tiếp, ông có muốn chúng tôi bắt hết lũ lính thần gió lại không? Ông già nói, tôi muốn chứ, nhưng chúng tôi bắt hết lũ quỷ đó thì ông phải cho tụi tôi cái nón này nha. Ông già nói, nếu như anh đã bắt hết lũ quỷ đó rồi thì tôi đâu cần xài tới cái nón này nữa. Ông già nói tiếp, anh có kế hoạch gì căng? Sinbad nói, ông già, bầu trời này đẹp không? Ông già nói, tụi anh đã có kế hoạch để bắt lũ quỷ đó. À dĩ nhiên rồi, ông sẽ nhìn tụi tôi bắt lũ quỷ đó nè. Ông già nói với Gon Ga, lũ quỷ kia không thể thấy được Sinbad vì Sinbad đã có nón tàng hình rồi nên việc bắt lấy lũ quỷ đó là rất dễ. Thế là Sinbad đã lên tới cái đầu lâu. Sinbad đã lấy được cái đầu lâu và kêu ông già bắt lấy nè. Ông già và kêu Gon Ga mở túi gió ra hứng lũ quỷ nè, và thế con thứ nhất đã bị Gon Ga bỏ vào túi và tiếp đó là con thứ hai. Ông già la lên, giết chúng đi. Sinbad đánh chúng bay ra khỏi cây gió của chúng đi. Sinbad Gon Ga cũng lẹ mở túi ra và tóm gọn từng thằng và cột miệng túi lại cũng nhanh thoang thoát. Từng tên lính của thần gió đã bị Gon Ga bỏ vào túi, tên thứ ba, tên thứ tư cứ thế bị Sinbad đã văng, và anh nào bay ra thì cũng bị Gon Ga bắt lấy bỏ vào túi, không soát anh nào. Ông già thấy Sinbad đã cho lính của thần gió te tua nên đã cười đắc chí, ở phí này anh Gon Ga cứ banh túi ra tóm gọn từng anh. Sinbad tháo nón tàng hình ra, ông già chạy lại và nói, từ xưa giờ không có ngày nào mà tôi lại vui như hôm nay, vì sau này không ai dám đánh tôi nữa. Ông già lại nói tiếp, tôi có thể đền ơn các anh thế nào đây? Và cánh cửa thần đã xuống hiện. Và cánh cửa thần đã xuất hiện, Sinbad nói, chúng tôi phải đi rồi, thôi trả lại nón tàng hình lại cho ông để phòng khi có lũ quỷ nào xuất hiện thì ông còn kịp đối phó. Ông già nói, thỏa thuận là thỏa thuận, mấy anh đã giúp tôi thì cái nón này thuộc về mấy anh lúc đầu đã thỏa thuận trước rồi, mà tôi phải giữ uy tín của mình chứa. Cảm ơn anh em đã xem review phim của mình là Tuấn Tiger 86.